Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào, vùng biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện sóng to gió mạnh. Để đảm bảo an toàn, tàu thuyền bị cấm xuất bến. Hiện nay trên đảo đang có hơn 120 du khách kẹt lại ở đây và chưa thể vào bờ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn để có thông tin mới nhất về các du khách bị kẹt lại tại đây. Đây là có một số của khách của phía ngoài cánh Bắc đi vào du lịch đấy, cũng khoảng ít thôi. Còn một số ở tại các tỉnh khác. Tinh thần là các du khách là ổn định, không có gì hoang mang hết. Và huyện cũng có cái giấy phép là sẽ làm việc với các nhà nghỉ lưu trú đó, hỗ trợ cho họ, động viên. Nói chung là do thời tiết gió bờ gió cho nên không vào được, nhưng mà bà con anh đã cho tới động viên du khách và có cái nhà nghỉ người ta sẽ hỗ trợ, giờ có thể năng giảm giá phòng rồi người ta hỗ trợ thức ăn là cho ăn thôi, ổn định thôi, không có gì đâu. Phương tiện vào thì anh huyện cũng cảnh báo là đừng có đi những cái tàu gỗ, những cái tàu trái phép đi ngang, chỉ có chờ khi thời tiết tốt thì đi tàu khách vào. Khả năng là mai đây là sẽ đang có tàu, mai và sáng mốt có tàu, đây là thời tiết cũng dịu lần rồi đấy. Nay bố gió cấp nhẹ hơn rồi. Do thời tiết mai mà tàu hay thời tiết họ thấp thì sẽ cho tàu vào liền. Còn qua là mốt, gió cấp 5 cấp 6 là cho tàu đi.